Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 16 tháng 6 giờ Houston của tôi. Thưa quý vị, hôm thứ hai ngày 14 tháng 6, Trung Quốc cho 28 chiến đấu cơ bay vào không phận của Đài Loan. Và theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đài Loan, khi mà thấy được, radar thấy được 28 chiến đấu cơ này của Trung Quốc, thì theo tin tức của CNN, họ nói rằng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đài Loan lật đật scramble, tức là gom lại không các chiến đấu cơ của mình để xem thử rằng là có nên bắn hay không, có nên lên đấu hay không, có nên bắn phòng không để hạ 28 chiến đấu cơ này hay không. Và cũng theo đài CNN, thưa quý vị, thì Quả thật là Đài Loan hơi lúng túng khi mà hú còi inh ỏi vào ngày thứ hai. Đó là bản tin của CNN cho biết là 28 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiến vào không phận của Đài Loan, giống như là một chỗ không người như vậy. Đài Loan cuối cùng và làm ngơ cho 28 chiến đấu cơ này đi vô và ra. Thì theo đài CNN, họ nói rằng là họ cố gắng họ gọi cho phát ngôn viên của giải phóng quân Trung Quốc để hỏi rằng là chuyện đó như thế nào. Thì bên phía của Trung Quốc họ trả lời, đây là một chuyện tập dượt bình thường thôi, không hề lấn sang không phận của nước nào hết, vì tất cả đều là trong không phận của Trung Quốc. Thưa quý vị, giải phóng quân của Trung Quốc trả lời như vậy là chính xác đối với Trung Quốc, vì Trung Quốc coi Đài Loan chỉ là một tỉnh phản loạn của họ thôi, nên nó là không phận hoặc là biển hoặc là gì đó của Đài Loan cũng là của Trung Quốc, đối với họ là như vậy. Nên cái câu trả lời của phát ngôn viên giải phóng quân Trung Quốc, họ trả lời thì họ đúng theo quan điểm của Trung Quốc. Đúng theo quan điểm của Trung Quốc. Nhưng mà đó, tại sao đó mình đứng trên quan điểm của người Mỹ hay người Tây Âu đi, tại sao Trung Quốc gửi 28 chiến đấu cơ vào không phận của Đài Loan mà Đài Loan không dám bắn phi đạn hạ 28 chiến đấu cơ này? Quý vị đã nhớ rằng là cách đây không lâu, Trung Quốc cũng đã làm y như vậy đối với Mã Lai, Malaysia, khi bay vào không phận lãnh hải của Borneo, của Malaysia. Và Malaysia cũng đã dùng cái danh từ là scramble, lúng túng gom lại hết các chiến đấu cơ và chuẩn bị phi đạn, nhưng mà rồi cũng không dám bắn. Thì có những người cũng hỏi, nếu mà tình huống đó xảy ra đối với Việt Nam thì Việt Nam có dám bắn hay không? Việt Nam có dám bắn phi đạn hạ ngay các chiến đấu cơ của Trung Quốc khi bay vào không phận của Việt Nam? Một câu hỏi thật là khó trả lời, thưa quý vị. Rất khó trả lời, không đơn giản đâu. Thưa quý vị, theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời cho phỏng vấn của VN Express, thì ông có nói rằng là thời kỳ của ông làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thì ông có chủ trương theo các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam trước đây, đó là Chủ tịch nước Lê Đức Anh, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười vân vân, đã hướng dẫn là tương tác và đấu tranh, cái gì nhịn được thì nhịn, cái gì mà không nhịn được rồi thì mới làm, không nên gây ra một xung đột ngay để rồi gây một cái hậu quả chiến tranh thì chưa cần thiết. Thì đối với Đài Loan, thưa quý vị, có thể rằng họ thấy rằng là cái khả năng của họ bắn hạ được 20
28 chiến đấu cơ của Trung Quốc là có thể họ có khả năng. Nhưng bắn xong rồi cái hậu quả của nó như thế nào, họ có chuẩn bị kịp hay không là một chuyện khác. Nên là họ hú còi thì để như vậy, nhưng mà có phải rằng là họ phải nhịn xem thử Mỹ sẽ yểm trợ cho họ hay không, hay là khi mà bắn xong là có cuộc chiến thì Đài Loan trở tay không kịp. Nên là Đài Loan có lẽ là vì ngại có cuộc chiến nên nhịn thôi, chỉ là hú còi thôi, hú còi in ỏi lên. Và điều đó nó cũng xảy ra tương tự giống như Mã Lai, có thể họ có đủ khả năng bắn hạ các chiến đấu cơ của Trung Quốc, nhưng họ đã không làm là vì họ e ngại chiến tranh xảy ra thì họ chưa chuẩn bị, mà họ chưa chuẩn bị thì họ mất những cái phần của họ, thì nên họ nhịn. Cho nên có những cái cần nhịn thì phải nhịn, có những cái chưa không nhịn được nữa thì mới giải quyết. Thế thì câu hỏi đó, câu hỏi là nếu mà nó bay vô Đài Loan, tại sao họ Đài Loan không bắn? Thì chúng ta có thể lấy cái câu trả lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khi trả lời cho VN Express cách vào đầu tháng 6 và ngày 31 tháng 5. Thì chúng ta thấy rằng là có lẽ Đài Loan và Mã Lai đi chiến sách đó, dùng chính sách đó. Thế nhưng bây giờ trong cái tình hình này nè, mà nếu mà chiến đấu cơ của Trung Quốc bay vào hải phận hoặc là không phận của Việt Nam, thì Việt Nam liệu có bắn hạ hay không? Bắn hạ thì chắc là sẽ có chuyện liền đó, có thể có một cuộc chiến đó, nhưng mà liệu Việt Nam có bắn hạ hay không? Có đi theo cái kiểu giống như của Đài Loan nhịn, hay là đi theo kiểu của Mã Lai mà nhịn đó, thì tôi bảo đảm với quý vị, các bác chống cộng cực đoan sẽ la làng lên là Việt Nam hèn với giặc và ác với dân liền, và sẽ kích động đủ thứ hết. Nhưng mà tình huống đó có thể xảy ra, thưa quý vị. Tình huống đó có thể xảy ra. Thượng tướng Phan Văn Giang hiện nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Ông đã đề nghị với các khối ASEAN là phải nhanh chóng thông qua các quy ước ứng xử ở tại Biển Đông. Đang diễn ra. Nhưng mà trước đó khi họp ASEAN với Trung Quốc ở tại Trùng Khánh đó, thì Thượng tướng Phan Văn Giang có đề nghị bên phía của Bộ Ngoại giao của Việt Nam á, ông Bùi Thanh Sơn có đề nghị là có một cái giải pháp lâu dài về Biển Đông với Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc cản lờ, không có chịu công bố. Và Trung Quốc hứa là không có gây thêm sóng gió tại Biển Đông, không có sẽ là kìm hãm ở tại Biển Đông. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là cái chơi chiêu trò của Trung Quốc. Tại vì đó, Trung Quốc vẫn coi bản đồ chính điểm đỏ là của Trung Quốc, và các hành vi gì ở trong bản đồ đỏ đó của Trung Quốc, họ cho đó rằng là họ không phải là hung hăng, mà những ai mà ấy lại với Trung Quốc thì mới đó mới là kẻ hung hăng. Nó cũng giống như là trường hợp của giải phóng quân của Trung Quốc trả lời cho CNN đó, là họ bay vào không phận của Đài Loan đó, thì họ cho đó là một cái sự tập trật bình thường, tại vì đó là không phận của họ. Quý vị thấy không? Cái cách cái phải hiểu cái sự suy nghĩ của người Trung Quốc. Họ cho rằng Đài Loan là của họ, cho nên họ có quyền dợt, họ tập dợt không có gì cả. Thì họ cho rằng là họ đúng. Và nếu mà Đài Loan mà bắn một cái đó, thưa quý vị, thì họ sẽ chiếm Đài Loan. Họ sẽ chiếm Đài Loan. Quý vị cũng đã xem rất là nhiều chương trình trong năm qua. Trung Quốc tập dợt rất là nhiều chuyện để đổ bộ vào trên các cái đảo mà người ta dự trù đó là cái tình huống sẽ đổ bộ vào Đài Loan. Trung Quốc đang rất là mong đợi có một cái gì đó để chiếm Đài Loan. Nên ngày thứ hai Trung Quốc gửi 28 chiến đấu cơ bay vào không phận của Đài Loan. Thì như tôi đã nói rằng là Đài Loan không dám bắn. Cũng chỉ là hú còi in ỏi, xem thử rằng là thế giới có yểm trợ Đài Loan tới đâu. Trong khi đó thì thưa quý vị, thì
Thì ngày thứ hai thì Tổng thống Joe Biden đang họp với các cường quốc G7 ở tại Geneva. Và rồi thưa quý vị cũng đã biết là các cường quốc G7 đang tìm kế hoạch làm sao mà kiểm soát bớt cho ông Trung Quốc khỏi hung hăng. Thì đây là một cái hình thức là Trung Quốc nắn gân nắn cốt Đài Loan rồi, nhưng mà còn nắn gân nắn cốt luôn các cường quốc. Xem thử các anh họp, các anh tự các anh muốn xin mở ngoặc đóng ngoặc chữ chơi tôi hả? Tôi chơi trước nè, các thử các anh làm gì nè. Đài Loan không dám hó hé nè. Xem thử Mỹ nè với Liên Âu sẽ trả lời sao. Thưa quý vị, cho tới giờ phút này, sau gần 2 ngày, Mỹ và Liên Âu cũng chỉ gọi là trả lời bằng cách là lên án. Lên án thôi, bằng miệng thôi. Lên án thôi bằng miệng. Chả làm được gì anh Trung Quốc cả. Rõ ràng là tình huống là Trung Quốc đã không những là gửi các cái tàu dân quân ra đá ba đầu nha, rồi hung hăng gửi chiến hạm đi xuống Biển Đông nha, kéo giàn khoan ra biển mà chúng ta không biết nó đi về đâu nha, chưa biết chắc được cái điểm đó. Nhưng nếu mà nằm sát ở bên cái lãnh hải của Việt Nam là phiền à, nằm sát bên anh hút xuống, anh có kỹ thuật anh hút luôn cả dầu của Việt Nam là phiền lắm á, phải không? Rồi anh bay bây giờ anh ngoài cái vấn đề biển đó, anh sử dụng máy bay anh bay bay xâm phạm vào không phận của Malaysia nè, rồi anh xâm phạm vào không phận của Đài Loan mà anh cho rằng đó là trong cái bản đồ của anh, thì chả ai có xem thử rằng là thế giới lên án làm gì họ. Đó là cách mà nắn gân nắn cốt của Trung Quốc thưa quý vị. Thật ra thì Trung Quốc họ làm để họ bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng mà tôi thường nói rằng là vừa tương tác vừa đấu tranh, cái kiểu này Trung Quốc làm riết á, họ đang mất dần tình cảm của rất là nhiều quốc gia. Rất là nhiều quốc gia họ không ưa Trung Quốc cái hung hăng kiểu này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là G7 họp mặc dù chưa có thái độ ngay, nhưng mà ít nhất trong suy nghĩ của họ và trong cái gì đó trọng tận thâm tâm của họ là không ưa Trung Quốc rồi. Và nếu mà Trung Quốc có làm riết như vậy thì sẽ có một biện pháp mạnh nào đó để trừng phạt lên Trung Quốc. À, chúng ta là một quốc gia đang phải đối phó với cái anh khổng lồ Trung Quốc, với cái thế lực phương Tây. Thì rùi mũi đánh nhau nhiều khi chúng ta, xin lỗi, trâu bò đánh nhau mà nếu mà chúng ta nhỏ không khéo quá thì chúng ta bị chết lây. Nên tôi không biết, tôi cũng chưa biết cái câu trả lời thưa quý vị. Tôi cũng nói thiệt như vậy. Nếu mà Trung Quốc gửi các chiến đấu cơ bay vào không phận Việt Nam, liệu Việt Nam có bắn hạ ngay hay không? Hay là cũng bắt chước Đài Loan và Mã Lai là phải nhịn đã? Tôi không có câu trả lời. Thành thật với quý vị như vậy, tôi không có câu trả lời. Vì sao quyết định này là quyết định của Bộ Quốc phòng Việt Nam? Tôi là cái gì? Tôi không có câu trả lời. Có thể quý vị khán thính giả suy nghĩ đúng là bắn ngay. Nhưng mà cũng có thể quý vị suy nghĩ rằng là chứ không bắn là tại vì chưa cần thiết phải có chiến tranh. Tôi cũng mong xem thử là quý vị khán thính giả bình luận ở dưới cái clip này để chúng ta cùng suy nghĩ sao. À, nhưng mà riêng tôi thưa quý vị, riêng tôi quý vị hỏi tôi thì tôi nói là tôi chưa có câu trả lời. Tôi không hiểu cái tình huống ở trong Bộ Quốc phòng Việt Nam nó như thế nào để mà có câu trả lời. Để mà có câu trả lời. Phải là ở trong cái tình huống đó biết nắm bắt được những sự kiện chính xác thì mới có câu trả lời chính xác, vì đây là vận mệnh của quốc gia. Đây là vận mệnh của hàng biết bao nhiêu triệu sinh linh, nên trả lời ẩu là tiêu tùng thưa quý vị. Thì tôi cũng nói rằng là tin tức của thế giới khi nói về Đài Loan và Mã Lai thì người ta đặt cái câu hỏi là liệu Đài Loan có đủ khả năng bắn phi đạn hạ các chiến đấu cơ hay không, thì có thể có, Đài Loan là đủ sức. Đài Loan đủ sức, mà tại sao không bắn? Tại sao không bắn? Ngay cả Mã Lai có thể không đủ sức, không có đủ phi đạn nhé, có thể thôi. Nhưng mà Mã Lai đã chọn một cái phương pháp là né rồi, rõ ràng không? Còn Đài Loan á, thì được Mỹ bán cho rất là nhiều phi đạn tối tân,
Nếu mà bảo rằng là Đài Loan không chuẩn bị là chắc là không rồi. Vì Đài Loan đã từng bị Trung Quốc cứ xâm phạm không phận kiểu này hoài, cho nên chắc chắn Đài Loan đã có nhiều sự chuẩn bị. Đài Loan biết là máy bay chiến đấu cơ của Trung Quốc 20 mấy chiếc vào là biết rất rõ. Và có đủ, xin lỗi cái chữ đồ nghề để chơi. Nhưng tại sao không chơi? Thì chúng ta, tôi nghĩ đó là cái câu mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói là cái gì nhịn được thì nhịn. Khi nào không nhịn được nữa thì mới đánh. Không cần gây ra một cái chiến tranh không cần thiết. Mình sống với, thưa quý vị, đó là mình sống cạnh với cái anh khổng lồ rồi, hàng xóm. Anh có những cái sự suy nghĩ riêng của anh, và đối với nước ta thì đó là một anh khổng lồ, hàng xóm xấu tính. Mà đối với Trung Quốc thì họ nói là đó là cái gì của họ, họ chả xấu tính. Họ chả xấu tính, họ nói họ là làm theo cái quy định của họ. Nên họ trả lời cho khi mà phát ngôn viên của PLA, tức là giải phóng quân của Trung Quốc, trả lời cho CNN, họ nói họ làm theo cái, trong cái quy định của nước họ. Thì đương nhiên họ coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn. Và cũng tại ông Mỹ hồi xưa chấp nhận cho Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh thôi. Và cả thế giới chấp nhận như vậy. Thì bây giờ đó là họ ở trong cái tỉnh của họ, thì họ làm cái gì họ làm. Thưa quý vị, chắc chắn trong những tháng ngày tới, Đài Loan sẽ bị Trung Quốc nắn gân, nắn cốt mạnh hơn nữa. Cái chuyến này mà trả lời như vậy, mà nước Mỹ và Liên Âu không làm gì đó, thì chắc chắn họ sẽ làm nhiều điều như tương tự như vậy trong những tháng ngày tới đối với Đài Loan. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi ngày 16 tháng 6 năm 2021, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.